Không chỉ gây ra thiệt hại về tài sản, nhiều vụ cháy còn cướp đi tính mạng của những người thân trong gia đình, trong đó có người già và trẻ em là đối tượng ít có khả năng thoát hiểm nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn. Vào chiều ngày hôm qua, tại nhà bà Trà Thị Hen, sinh năm 1954, ngụ tại ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, cũng đã xảy ra vụ cháy tương tự, làm một cháu bé 18 tháng tuổi tử vong. Và sau đây là thông tin của chương trình về sự việc đáng tiếc này. Tại hiện trường cho thấy phòng ngủ của bà Hen đã bị cháy, trong đó phát hiện cháu bé Thạch Hoàng Khánh, được 18 tháng tuổi, đã tử vong trong tình trạng cháy đen. Chiếc nệm cùng một số vật dụng điện trong phòng đã bị cháy hoàn toàn. Được biết, thời gian qua, cháu Khánh sống với ông bà nội và hàng ngày do người cô trông coi. Theo gia đình nạn nhân, trong thời gian xảy ra vụ cháy, người cô đem đồ cho bà nội ở ngoài đồng đang cắt lúa, còn ông nội thì ngủ ở sân nhà. Sau khi phát hiện, bà con địa phương đã đến chữa cháy. Hiện nguyên nhân đang được các ngành chức năng tiến hành điều tra làm rõ.